Chào các bạn, hôm nay Hoàng hướng dẫn cho các bạn đàn bài nàng thơ của Hoàng Dũng ha. Không biết có bị đánh bản quyền bài này không? Thôi Hoàng cứ làm đi để giúp cho các bạn đánh đàn, các bạn biết cách đệm cái bài này. À, cái đợt này Hoàng không có làm theo cái kiểu hồi trước là Hoàng làm giúp cho các bạn đánh độc tấu piano. Còn lần này Hoàng dạy cho các bạn bài này là dạy cho các bạn biết cách đệm, vừa đệm cho người khác hát hoặc là đệm cho chính mình hát. Trong clip Hoàng cũng cái phần đàn mẫu thì Hoàng có hát á, nhưng mà Hoàng hát hơi dở, các bạn thông cảm nha, hát hơi vô, Hoàng không phải ca sĩ ha. Đâu, nhưng mà cũng cố gắng làm cho các bạn để các bạn thấy được cái mẫu là như vậy. Có khi các bạn chỉ cần quan sát cái tay Hoàng đánh và các hợp âm đó là các bạn đã đàn được rồi, nhưng mà sau đó Hoàng vẫn nói chi tiết để hướng dẫn cho các bạn đàn thật là cụ thể rồi, để giúp cho cái clip này nó hiệu quả thì Hoàng dùng cái cây đàn này. Đàn này nó có cái phần beat, beat là cái này này, rhythm nè. Đó, cái bài này nó theo cái group này ha. Đó, lát Hoàng sẽ nói chi tiết 16 beat ballad là gì ha. Đó, thì cái đàn này nó mới cho phép mình. Đây là cái cây đàn là Yamaha CLV 645. Cái cây này nó có riff ha. Rồi, ok, mời các bạn theo dõi. Được cái bài này thì các bạn phải hiểu 16 beat là gì. Đầu tiên mình sẽ nói cái 16 beat. 16 beat tức là một ô nhịp 44 á, một ô nhịp 44 thì ta có một nốt tròn đúng không? Hoặc là mình tách ra được hai nốt trắng đúng không? Hoặc mình tách ra được bốn nốt đen. Vậy thì một nốt đen bằng bốn nốt móc kép này. Vậy nhân lên 4 x 4 phải là 16 nốt móc kép không? 16 nốt móc kép tức là cái bài nó chi tiết nhỏ nhất của nó là nốt móc kép. Nhớ nha, chi tiết nhỏ nhất của nó là nốt móc kép tức là 16. Các bạn để ý nha, nốt tròn là half note, nốt trắng là nốt tròn cắt làm đôi thì gọi là half note, nên là có hai được hai nốt không? Nốt tròn mà cắt làm tư là có 4, thì mỗi phần là a quarter note nhá, a quarter note. Vậy cắt tiếp thì có phải là làm 8 không? Là nốt móc đơn ấy, làm 8 thì là eighth note, 8 nè, 8 là eighth. Vậy thì nhân đôi cái ai tên là phải là 16 chưa? 16 nốt móc kép thì nốt móc kép tên là 16 nốt, 16 nốt, 16 nốt hay là 16 beat hay là 16 beat. Đó, tức là người ta ý nói là cái đơn vị nhỏ nhất khi mà mình đánh cái bài này đó là cái nốt 16 á, là cái nốt móc kép đó. Vậy thì bây giờ mình coi nè. 1 2 3 4 1 có 1 2 và 3 và 4 bùm chát bùm bùm chát bùm chát bùm bùm chát. Cái phần nhỏ nhất là chính là móc kép, nó có 16 nó móc kép ha. Đếm được coi đấy, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
thấy chưa, 16 đúng chưa? Đó chính là cái 16 bit. Thì cái 16 bit nếu mình diễn tả trên cái đàn này, 16 bit mà mình đánh theo nhạc pop và pop ballad thì nó chậm lắm. Những cái bài này là nhịp, bài này là cái tempo 62 thôi nha, tempo 62 thôi, thì nó bùm ta bùm bùm ta bùm ta 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 1 và 2 và 3 và 4. Đó, vô thôi. Em ngày em đánh rơi nụ cười vào anh. Đó. Cái groove của nó đó, các bạn cứ nhớ như vậy. Sáu bit ballad là như vậy ha. Verse 1, các bạn để ý nè, khi mình vô đô trưởng là đầu tiên nè, tam bam bam bam, hoặc là tùy các bạn ha, đã muốn màu sắc thì đánh vậy, hoặc là vậy cũng được, bởi vì nối tiếp hồi nãy là mi fa son. Ngày em đánh rơi nụ cười vào anh, mình đánh nốt trắng ha. Một hợp âm mình đánh, mình giữ một lần thôi. 1 2 1 2 1 2. Cái này là mình nên đánh dẫn cho người ta biết. Ba 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 ba. Dẫn tiếp. Anh một người hát mãi nụ cười mong anh. Đó, phải dẫn cho người ta. Đấy, chỗ cái những chơ vơ này là có 4 phát nè. 1 2 3. Phát thứ tư là mình đánh cái để nó hút lên là thứ sau đó đó. 1 2 3 4. Ta yêu nhau bằng nỗi nhớ. Là cái chỗ này là pre-chorus, mình nói luôn nha. Pre-chorus. Ta yêu nhau bằng nỗi nhớ. Hoàng thích cái đoạn đầu pre-chorus nó bass nó đi lên. Ta yêu nhau bằng nỗi nhớ chưa khô trên những bước thử pha trưởng đó. Bắt đầu. Rồi mình cũng có dẫn luôn. Ta đâu bao giờ có lỗi khi không nghe tin trôi từ. Là nó đi xuống, bass nó đi xuống. Cái phần này rất là dễ, có là thử son trưởng, pha trưởng, dẫn. Dễ không? Chỉ tiếc rằng thì là rằng là qua son mình giữ vậy cũng được, hoa cả là mình đánh theo cái sheet hoàng đã ghi đó, là sợt pho đó. Đó, thế là xong cái đoạn verse 1 và pre-chorus ha. Cái phần chorus nè. Em không là nàng thơ, là qua đô trưởng, bắt đầu đô và ta đa ta ta, cứ theo hợp hợp nó mà đánh thôi. Em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mong mơ. Cái bát đi xuống ngầm là thử ta đa ba. Cái chỗ này thêm cho các bạn tí xíu là đây là rê thứ nè. Rê thử đúng không? Rê thử. Rồi cái này là phần 7, nhưng mà 7 cộng nè. Đây là 7 đúng không? Nó lướt qua một chút thôi cho nó già diết tí thôi. Em không là nàng thơ,
cũng không là nhạc sĩ mộng mơ. Tình này nhẹ như gió lại chiếu lên tim ta những vết hằn hai cái. Rồi bây giờ mình mới lót lên à, la thử. Tiếng hiệu này mong manh hầm, tiếng hiệu này mong manh, cái đó là cái phần dẫn, hoàn toàn là phần dẫn. Tiếng hiệu này mong manh giờ tan vỡ thôi cũng đành xếp riêng những ngày tháng mộng hồn nhiên. Để thử trả lại làm dễ không? Dễ hả? Rồi, mới hướng dẫn các bạn xong rồi đó. Lần này là Hoàng không có làm cái phần là dạy độc tấu ha. Hoàng chỉ dạy các bạn đệm như vậy thôi. Thì không biết là các bạn có phù hợp với cái mong muốn của các bạn không? Phù hợp hay không? Xin các bạn comment ở bên dưới để giúp cho Hoàng biết được cái ý kiến của các bạn. Các bạn thích Hoàng dạy đệm hay là dạy solo, tức là đánh piano ở cái giai điệu luôn. Còn này Hoàng dạy đệm không ạ? À? Chỉ đánh hợp âm thôi. Các bạn comment để cho Hoàng biết cái ý kiến của các bạn nhé. Rồi trong bài á, là các bạn ghép cái phần verse, pre-chorus với chorus lại thì nó làm bài. Xong sau đó cái intro, rồi sau đó cái phần giang đấu là lấy cái intro. Rồi tiếp theo mình cũng repeat lại một lần nữa, nhưng cái lần 2 thì nó không có cái phần pre-chorus nha. Rồi tiếp theo nữa nó có cái phần lên tông á. Thì các bạn thôi, các cái đó để cho các bạn tự sáng tạo ha. Chỉ cần lên tông thôi, các bạn chú ý kỹ cái phần các bạn cứ mở YouTube của bạn hoặc của Hoàng Dũng, các bạn thấy canh nó lên tông như thế nào các bạn cứ làm theo như thế ha. Rồi cảm ơn các bạn, hy vọng là clip này sẽ hữu ích cho các bạn. Nếu mà được thì các bạn share cho các bạn khác cùng biết để mà cùng học hỏi thêm ha. Cảm ơn các bạn nhé.